Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cần duy trì các hoạt động đúng đắn tại các chợ truyền thống. Ngày 14 tháng 2, Facebook của nhà giáo Thái Hạo đăng bài phản hồi về vụ việc chợ Trường Sơn. Thời báo D giới thiệu trích lược bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Thứ nhất, sau 3 bài viết của tôi đăng trên Facebook về việc thu phí mà dân tình gọi là cướp chợ ở chợ Trường Sơn, xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, chiều ngày mùng 4 Tết, ông Nguyễn Bạch Long, chủ doanh nghiệp Long An, là chủ chợ đã đến gặp tôi và trao đổi về những thông tin mà tôi đã phản ánh. Đầu tiên, ông Long bày tỏ sự biết ơn vì tôi đã phản ánh những thông tin đúng sự thật để ông có những điều chỉnh cho đúng trong công tác quản lý và thu phí ở chợ Trường Sơn. Và đây là hình giấy tờ trên Facebook Thái Hạo. Ông Long nhận sai và hứa sẽ sửa cả việc thu phí lẫn các vấn đề văn hóa trong ứng xử Ông Long cũng bày tỏ mong muốn rằng tôi sẽ gỡ những bài viết đã đăng. Tôi trao đổi lại với ông rằng, việc tôi phản ánh thông tin về tình trạng thu phí quá cao ở chợ Trường Sơn do ông quản lý là hoàn toàn từ tư cách một người dân đi chợ, chứng kiến và bất bình nên lên tiếng để đòi hỏi người thu phí lẫn chính quyền địa phương phải có hành động phù hợp thay đổi những điều chưa đúng. Ngoài ra không có tư cách và lý do nào khác nữa. Về chuyện gỡ bài, tôi cũng có nói rõ rằng tôi sẽ không gỡ chỉ cần ông thực hiện đúng quy định của pháp luật về thu phí chợ thì tôi sẽ lập tức cập nhật thông tin. Ông Long hứa rằng ông sẽ cho làm bản nội quy và bản giá dán công khai tại chợ và thực hiện nghiêm túc theo bản giá ấy. Và sáng nay, ông Long đã gửi hình ảnh cho tôi để thấy bản nội quy và bản giá đã được treo lên trong chợ Trường Sơn. Tôi đối chiếu với quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh thấy đã từng đối sát. Và đây là hình bản nội quy và bản giá mà ông Long mới làm. Trước hết là một người dân đã lên tiếng phản ánh về vụ việc thu phí tàn bạo ở chợ Trường Sơn và gián tiếp nói đến tình trạng này ở cả hệ thống chợ truyền thống. Tôi xin được ghi nhận và bày tỏ sự đánh giá tích cực trước tinh thần cầu thị của ông Long, cũng như động thái phù hợp của ông trong việc có những hành động bước đầu đi gần với những các quy định của luật pháp. Tôi mong muốn và đòi hỏi rằng, từ nay, ông Long sẽ tiếp tục điều chỉnh và duy trì hoạt động đúng đắn tại chợ Trường Sơn. Điểm thứ hai, việc để xảy ra tình trạng thu phí sai quy định pháp luật kéo dài hàng chục năm ở chợ Trường Sơn như đã phản ánh, không thể không có trách nhiệm của chính quyền địa phương mà trực tiếp là xã Trường Sơn và huyện Nông Cống. Rõ ràng tình trạng thu phí và lối hành xử tàn nhẫn này ít nhất được báo chí phanh phui cách đây 8 năm. Chính quyền địa phương đã trải qua hai nhiệm kỳ nhưng không có hành động nào để chấn chỉnh. Ngược lại còn để tình trạng này càng trầm trọng hơn. Do đó, lỗi của ông Long 1 thì lỗi của chính quyền phải 2, 3. Và đây là hình một chợ truyền thống của Việt Nam. Điều lớn hơn và bao quát hơn mà tôi muốn nhấn mạnh lại ở đây, đó là chợ truyền thống không chỉ là một bãi đất để buôn bán, hệ trọng hơn, nó còn là một điểm hội tụ văn hóa và kiến tạo văn hóa cho làng Việt. Vì vậy, việc quản lý và thu phí chợ cần được chính quyền tỉnh quan tâm đúng mức để có những chính sách phù hợp, đồng bộ và hệ thống chấn chỉnh và làm giàu các giá trị, cả xã hội lẫn an sinh và văn hóa địa phương. Không thể để cho tư nhân thao túng và mặt tình đối xử với chợ như đang diễn ra ở khắp nơi. Điều thứ ba, hiện tại chợ Trường Sơn đã có bản giá và bản nội quy treo công khai tại điểm thu phí, bà con tiểu thương cần căn cứ vào đó để đối chiếu với văn bản pháp luật của Ủy ban Nhân dân tỉnh để thực hiện cho đúng. Chúng ta cần lên tiếng kịp thời trước những hành vi trái quy định và chưa đúng chuẩn mực văn hóa một khu chợ có tốt lên hay không chủ yếu phụ thuộc vào ý thức và trách nhiệm lên tiếng ấy của mỗi người. Cá nhân tôi là một người dân đi chợ cũng sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm giám sát, thu phí ở chợ Trường Sơn và các chợ khác mà mình có điều kiện và cơ hội ghé qua hay biết đến. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cần duy trì các hoạt động đúng đắn tại các chợ truyền thống. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hoàn cầu Thời báo lại lên giọng cảnh báo Việt Nam về chip bán dẫn của Mỹ. Ngày 12 tháng 2, AFA tiếng Việt loan tình báo Trung Quốc cảnh báo Việt Nam nên thận trọng trước củ cà rốt chip bán dẫn của Mỹ. Theo đó, trong khi chính phủ Việt Nam đang khuyến khích các công ty nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực chip bán dẫn bằng các biện pháp giảm thuế và hỗ trợ quỹ nghiên cứu, báo của đảng Cộng sản Trung Quốc mới đây cảnh báo Việt Nam nên cẩn trọng với chính sách củ cà rốt về chip bán dẫn của Mỹ. AFA cho hay, báo nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 2 đăng bài phỏng vấn với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ông Huỳnh Thành Đạt cho biết, chính phủ sẽ tăng cường hỗ trợ cho các nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn phối hợp với các bộ ngành, doanh nghiệp lớn để nghiên cứu, đánh giá các khâu trong chuỗi sản xuất chip mà Việt Nam có lợi thế và khả năng thành công, thúc đẩy phát triển các cơ sở nghiên cứu và thiết kế chip, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Và đây là hình bản tin trên AFA. Theo AFA, Việt Nam trong thời gian qua đã thu hút hàng chục công ty vào lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất chip bán dẫn. Nhiều công ty Mỹ cũng bày tỏ mong muốn tham gia với điều kiện Việt Nam đáp ứng được các yêu cầu về năng lượng tái tạo. Nikki Eshan ngày 12 tháng 2 dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jose Ferrandi cho biết như vậy. Theo người đứng đầu Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam sẽ nỗ lực để đạt được những thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ chuyển giao công nghệ với các cường quốc công nghệ. Từ đó tiến tới việc tự chủ hoàn toàn các công đoạn quan trọng trong quy trình sản xuất chip bán dẫn. Vẫn theo AFA, trong một cuộc phỏng vấn với Nikki Eshan, Nhân chuyến thăm Việt Nam hồi tháng trước, thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Jose cho biết, Việt Nam là một mục tiêu hàng đầu cho các trợ giúp trong đạo luật US Chip của Mỹ và số tiền hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào các đánh giá được đưa ra trong tháng này. Theo đạo luật chip của Mỹ, Hoa Kỳ sẽ cung cấp 500 triệu đô la để cải thiện việc đào tạo trong ngành công nghiệp bán dẫn, an ninh mạng toàn cầu. Thứ trưởng Jose cho biết thêm, AFA cho biết cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trong ngành công nghiệp chất bán dẫn cũng đang khiến các công ty tìm kiếm nơi để có thể tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của cuộc chiến này. Và đây là hình tập cận bình lãnh đạo tối cao của Trung Quốc hiện nay. AFA dẫn tờ Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc trong bài xã luận mới viết rằng, trong khi củ cà rốt Mỹ về trợ giúp cho ngành sản xuất chip bán dẫn đang treo lủng lẳng trước mặt Việt Nam thật là hấp dẫn, quốc gia Đông Nam Á này nếu muốn phát triển lĩnh vực này thì trước hết cần phải làm giảm nhẹ ảnh hưởng địa chính trị trong lĩnh vực công nghiệp này đến mức tối đa. Tờ báo viết tiếp, hợp tác với dây chuyền công nghiệp của Trung Quốc sẽ là điều tiên quyết trong hướng đi này của Việt Nam vào các ngành công nghiệp chiến lược. Theo Hoàn cầu Thời báo, Hoa Kỳ đang dụ dỗ Việt Nam để kiềm chế Trung Quốc bằng việc hứa hẹn các trợ giúp trong công nghiệp bán dẫn. Nhân chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Hà Nội vào tháng 9 năm ngoái, tuy nhiên theo bài báo, thay vì thật sự giúp Việt Nam phát triển. Hoa Kỳ chỉ muốn dùng Việt Nam để gây sức ép lên Trung Quốc bằng cách giành lấy một miếng bánh. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ vẫn là những thủ đoạn quen thuộc của Trung Quốc đối với các nước mà họ coi là phiên thuộc, đặc biệt là Việt Nam. Trung Quốc vẫn luôn muốn giữ Việt Nam trong lòng bàn tay của họ, kiềm hãm, kiểm soát và điều khiển Việt Nam theo ý muốn của họ, nhất là trong các chính sách có sự cạnh tranh với Mỹ như lĩnh vực sản xuất chip bán dẫn. Tuy nhiên, việc chấp nhận cúi đầu trước Trung Quốc hay tìm cách thoát khỏi sự chi phối này hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của giới lãnh đạo Việt Nam. Liệu họ có dám hay không? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hoàn cầu thời báo lại lên giọng cảnh báo Việt Nam về chip bán dẫn của Mỹ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới